Tổng thống Ukraine nói nga không thể giành được Bakhmut trước ngày chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nga không thể giành quyền kiểm soát thành phố trọng điểm Bakhmut thuộc Donetsk trước hạn chót ngày chiến thắng 9 tháng 5, một ngày lễ quan trọng của nga. Nga không thể giành được Bakhmut. Đây là mục tiêu quân sự quan trọng cuối cùng mà họ muốn hoàn thành trước ngày 9 tháng 5. Ông Zelensky nói trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch châu Âu Ursula von der Leyen hiện đang có chuyến thăm Kiev. Tổng thống Ukraine cho biết, đạn dược mà Liên minh châu Âu cam kết cung cấp cho Ukraine là cần thiết trên chiến trường, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển giao. Ukraine đang chứng minh hiệu quả của hệ thống phòng thủ. Quan trọng là khả năng của chúng tôi cần phải tương xứng với khả năng của đối phương. Về điều này, tôi cảm ơn bà Von der Leyen vì sự sẵn sàng của Liên minh châu Âu trong việc cung cấp cho Ukraine đạn dược, một tỷ quả đạn pháo, và chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề chính, tốc độ chuyển giao lại đạn này, bởi vì hiện đang cần thiết trên chiến trường. Ông nói, trong chuyến thăm nhân ngày châu Âu, bà von der Leyen nhấn mạnh Ukraine đang đấu tranh cho những lý tưởng của châu Âu mà chúng ta tôn vinh ngày hôm nay, nhưng Nga lại đang lo ngại con đường đến với Liên minh châu Âu của Kiev. Bà von der Leyen nói thêm rằng Ukraine đang chống trả thành công. Trước đó phát biểu ngày 7 tháng 5, lãnh đạo công ty quân sự Wagner cho biết các lực lượng Nga hiện đang kiểm soát khoảng 95% diện tích thành phố Bakhmut, 5% còn lại không ảnh hưởng đến tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Chiến sự tối ngày 9 tháng 5, vũ khí mới thay đổi chiều hướng cuộc xung đột ở Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Smigal xác nhận Kiev hiện lên kế hoạch cho một cuộc phản công vô cùng quan trọng, nhưng giới quan sát phương Tây cảnh báo bom lượn của Nga có thể gây phức tạp cho nỗ lực giành chiến thắng của Ukraine. Ukraine đang chờ thời cơ chín muồi để phản công. Trong lúc thăm trại lính ở Salisbury Plains, Anh, nơi lính Anh và New Zealand đang giúp Ukraine huấn luyện tân binh, Thủ tướng Ukraine Semigan cho biết chiến dịch phản công sẽ được triển khai vào thời điểm phù hợp, theo đài Sky News hôm 9 tháng 5. Trước câu hỏi tại sao đã lâu nhưng Ukraine vẫn chưa bắt đầu cuộc phản công, ông Semigan trả lời, Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng vì đây là chiến dịch tối quan trọng và chúng tôi hiểu rằng nên chiến thắng vì quốc gia của chúng tôi cũng như đối với các đối tác và cả thế giới, bao gồm kẻ thù. Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc Nga đang triển khai bom lượn với mục tiêu xuyên thủ hàng rào phòng thủ của quân đội chính quyền Kiev. Vũ khí mới nhất của Nga, bom gắn kết lượn, đang thay đổi chiều hướng cuộc chiến ở Ukraine, báo Telegraph của Anh đã giật tiêu đề, đề cập đến bom lượn FAB-500. Giới chức Kiev ước tính không quân Nga đang sử dụng ít nhất 20 bom lượn mỗi ngày trong thời gian gần đây. Người phát ngôn Yuri Inats của Không quân Ukraine cho hay Nga tung vũ khí mới với tần suất dày đặc từ tháng trước và gọi bom lượn là mối đe dạng nghiêm trọng cho quân đội Ukraine trên chiến trường. Telegraph giải thích rằng bom lượn của Nga có tầm hoạt động xa hơn các hệ thống phòng không chiến thuật của Ukraine, vốn được chuyển đến tiền tuyến để chuẩn bị cho chiến dịch phản công sắp tới. Và người phát ngôn Inats thừa nhận Kiev vô phương ngăn chặn bom lượn và yêu cầu Mỹ cùng đồng minh nhanh chóng gửi tiêm kích F-16 để Ukraine có thể ứng phó đợt tấn công mới vào ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít. Bên cạnh đó, Nga tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV để triển khai các đợt tấn công nhằm vào ga cuối của các tuyến đường sắt, kho đạn dược và nhiên liệu, cũng như vị trí đóng quân của lính Ukraine. Theo Kiev Independent, trong vòng 24 giờ qua, Nga đã triển khai các đợt tấn công vào 10 tỉnh, bao gồm Kiev, Sukhiv, Chekasti, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Lugansk, Donetsk và vùng thủ đô Kiev. Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 23 trong số 25 tên lửa của Nga, chủ yếu tấn công Kiev. TASS cũng đưa tin về những vụ nổ xảy ra ở Kiev vào dạng sáng mùng 9 tháng 5, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan. Trong khi đó, Nga cho biết lực lượng Ukraine đã dội pháo vào vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới với Ukraine, gây thiệt hại tài sản và phá hủy mạng lưới điện ở đây. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã không giành được thành phố Bắc Mớt trước ngày chiến thắng phát xít Đức mùng 9 tháng 5, như chính quyền Moscow kỳ vọng. Phía Nga không bình luận về tuyên bố trên của lãnh đạo Ukraine. Cùng ngày mùng 9 tháng 5, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh trên Quảng Trường Đỏ với sự góp mặt của hơn 500 lính Nga tham chiến tại Ukraine, theo TASS. Buổi lễ cũng đánh dấu sự có mặt của sáu nhà lãnh đạo các nước Cộng hòa, từng thuộc Liên Xô, bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan và Tajikistan. TASS đưa tin tổng cộng có 125 khí tải quân sự và 8.000 quân nhân tham gia lễ duyệt binh truyền thống hàng năm của Nga. Viễn cảnh hòa bình còn xa vời Về khả năng hòa bình giữa Ukraine và Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận xét rằng hiện chưa thấy dấu hiệu của hòa bình vì cả hai đều cho rằng họ nắm phần thắng trong tay. Trả lời báo chí hôm nay, ngày 9 tháng 5, ông Guterres tỏ ra bi quan khi đề cập đến khả năng Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc có thể làm trung gian cho nỗ lực hòa đàm tiến tới chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Không may là tôi không cho rằng có thể thương thuyết hòa bình vào thời điểm hiện tại, ông nói. Thay vào đó, Liên Hợp Quốc tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể và khả thi, chẳng hạn như tạo điều kiện cho hai bên đối thoại về vấn đề xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và xuất khẩu thực phẩm, phân bón của Nga, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng không có vẻ gì kỳ vọng về khả năng Trung Quốc hoặc Brazil có thể làm trung gian cho viễn cảnh chấm dứt chiến sự, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Mới đây, Nga đã phát triển một bộ giáp mới cho xe tăng T-72B3 giúp bảo vệ phương tiện cũng như kíp chiến đấu trước các loại vũ khí chống tăng. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một chiếc xe tăng T-72B3 đã được bổ sung thêm một lớp giáp phản ứng nổ tác 1 theo thông tin từ The Rice, lớp giáp này có hình dạng như những viên gạch được xếp chồng lên nhau, tạo thành tấm chắn phía trên tháp pháo. Lớp giáp contact 1 này bắt đầu xuất hiện trên các phương tiện thiết giáp của Nga từ cuối năm 2021 như một biện pháp chống lại các loại vũ khí chống tăng và máy bay không người lái. Theo nguồn dữ liệu quân sự, hệ thống giáp phản ứng nổ bao gồm các khối thuốc nổ đặt trong các hộp thép bên ngoài giáp chính của xe tăng, có tác dụng vô hiệu hóa hoặc giảm khả năng công phá của đạn chống tăng tên lửa của đối phương lên giáp chính của xe. Nguyên lý hoạt động của hệ thống giáp phản ứng nổ là sử dụng hiệu ứng nổ lõm của khối thuốc nổ nằm trong hộp thép làm chệch hướng luồng xuyên, giảm khả năng xuyên phá động năng của đạn. Việc quân đội Nga trang bị lớp giáp Kontakt-1 mới này cho xe tăng mục đích nâng cao khả năng sống sót cho kíp chiến đấu chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí xuyên giáp, chẳng hạn như đạn xuyên giáp có sức nổ mạnh. Tổng thống Putin khẳng định quyết tâm đối phó với cuộc chiến chống Nga trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân dịp kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng một cuộc chiến đã được phát động để chống lại nước Nga, nhưng Moscow sẽ giải quyết nó. Ngày hôm nay, nhân loại một lần nữa ở thời điểm bước ngoặt quyết định và một cuộc chiến thực sự đã bắt đầu để chống lại đất nước của chúng ta. Nhưng chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế và chúng ta sẽ bảo vệ người dân Donbass cũng như an ninh của mình, ông Putin nhấn mạnh. Ông cũng chỉ ra một số nước mà mục tiêu của họ là sự sụp đổ và phá hủy đất nước của chúng ta. Gạt bỏ kết quả của Thế chiến II và cuối cùng là phá vỡ trật tự an ninh toàn cầu cũng như luật pháp quốc tế, đồng thời bóp nghẹt các trung tâm phát triển, ông Putin cho hay, ông nhấn mạnh giống như đa số người dân trên hành tinh Nga muốn chứng kiến một tương lai hòa bình, tự do, ổn định. Tổng thống Putin cáo buộc các nước phương Tây đã kích động xung đột và đảo chính cũng như phá hủy các giá trị truyền thống để duy trì các quy tắc của riêng mình. Phương Tây đã kích động các cuộc xung đột đẫm máu và đảo chính, gieo rắc sự thù ghét, tâm lý bài Nga, chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến cũng như phá hủy các giá trị gia đình truyền thống, ông Putin nói. Tổng thống Putin cũng cho rằng người dân Ukraine đã trở thành con tin từ sau cuộc đảo chính 2014 và là quân bài mặc cả trong tay phương Tây. Trong số những tham vọng hàng đầu đó, sự kiêu ngạo và thiếu trách nhiệm không thể tránh khỏi dẫn tới hậu quả. Đó là lý do thảm kịch mà người dân Ukraine hiện phải trải qua. Ông Putin nhận định, đồng thời đánh giá Ukraine sẽ trở thành quân bài mặc cả để phương Tây thực hiện các kế hoạch ích kỷ của mình.